Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phúc nha anh em. Tiếp tục clip sáng hôm nay thì cũng Uyển Máy giới thiệu cho anh em nha. Số điện thoại đặt hàng là 0355 356 356 trên cái bảng nhỏ có nha anh em. Đó, tất cả thông số mình có ghi trên đó, mình ở các tiên Lâm Đồng nha. Quy định mua máy mình thì anh em cọc trước cho mình đi cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên triệu thì anh em mua làm cọc 100 ngàn Viettel nha anh em. Rồi, không dài dòng nữa, con máy đầu tiên trong clip hôm nay là con em Samsung E270 anh em. E270 nha. Con này ngoại hình nhìn con ok. Đó, anh em nhìn thấy không? Con mới đẹp nha. Sườn này không có xuất sắc mấy. Con này bán hàng nha anh em, xài một sim. Miếng guarantee màn hình còn con này. Màn hình 5 inch nha, RAM 1 bộ nhớ 8, pin 2001. Pin thì con này 2001 nha anh em. Rồi, mình sẽ mở sơ cấu hình cho anh em xem. Màn hình sáng đẹp nha. Con này thì về cho anh em nghi gọi là chủ yếu. 270k này. Wi-Fi cũng còn ok luôn. Rất là mạnh. Rồi, nhanh gọn nhẹ luôn. Con này 680k. Kèm sạc, giữ dáng lực cho anh em nha. 680. Tiếp tục là con Oppo Neo 7 nè. Sườn có xuất sắc này. Anh em. Sườn không có được đẹp. Kính này, kính thì ok nha. Lưng xe cũng ok luôn. Mấy này con này nội địa, RAM 2. RAM 2 ghi nha anh em. Bộ nhớ 16, màn hình 5 inch. Pin thì 2004. Đó, máy thì ngoại hình. Màn hình rất sắc nét luôn. Wi-Fi. RAM 2 16 nè anh em. RAM 2 16GB. Oppo Neo 7 con này để em giá 950 nha, bản RAM 2 16. 950k. Oppo A71 71k, con này RAM 2 16 nha. Màn hình 5 inch 2. Pin 3000. Vỏ thì lưng sau có nhâm nhâm sau do xẹp lưng. Sườn này cũng con đẹp anh em, không có đến nào quá xấu nha. Màn hình thì có sức lông mèo. Đại giác lực rồi. Lông mèo vài cộng thôi, không có nhiều. Rồi, test sơ camera cho anh em xem. Đó, đẹp. Ok nha. A71K RAM 216. Giá 1.500.000 anh em. 1.500.000 con A71K này nha. Samsung A10. Lưng sau có một vết xước này. Nhẹ nhẹ thôi. Kính đại giác cái lần rồi, đẹp anh em. Kính gần như không có vết xước luôn anh em ơi, quá đẹp. A10 Samsung A10 RAM 2 bộ nhớ 32, màn hình 6.2, pin thì 3400, pin cũng dạng khủng á. Đó, Wi-Fi cam rõ nha anh em. Con A10 để anh em giá của nó là 1750. 1750 nha anh em. Kèm sạc với dáng lực cho anh em đầy đủ. Oppo F9 máy ring. Đó, sườn siết nó còn đẹp. Lưng sau đã dán keo. Mọi chức năng nghiêm chỉnh. Mọi chức năng nghiêm chỉnh cho anh em nha. Đã dán cường lực rồi nè. Kính thì cả xước lông mèo 1-2 cộng gì nhẹ. Đó, rất đẹp. Oppo F9 RAM 464, màn hình 6.3, pin 3500 nha anh em. F9 nè. RAM 464. Ok, con này để anh em giá 2.600.000. 2.600.000 kèm sạc với dán lực cho anh em luôn. Máy ngoại hình cũng còn rất là đẹp anh em. Tiếp theo là con em Samsung J700. Con này thay vỏ đẹp kìa. Thay vỏ như mới luôn, kính không hề có vết xước luôn. Đó, lưng sườn các kiểu. Đẹp. Con này RAM 1.5 bộ nhớ 16. Màn hình 5.5, pin 3000. Máy thì cực đẹp luôn.
phải nói là không thể chê vào đâu con máy này luôn, rất là nét đó, cam luôn. Tiếp đi, cam trước rồi đó, rõ nha anh em, cam trước cam sau là rất nét. Wi-Fi đó, ok. Con này để em giá 1.2 triệu nha, máy keng xài ben luôn, 1.2 triệu đẹp keng. J710 bản hàng, J710 bản hàng, máy đẹp tầm 97, lưng sau này còn nguyên zin luôn, kính này không có xước xát thì mới nha. Con này màn hình 5.5 inch, RAM 216, pin 3.3, ok luôn, sườn siết là đẹp. J710 nha anh em. Đó. Con này để anh em giá 1550. 1550 kèm sạc giá cực lực cho anh em đầy đủ. Máy rất đẹp nha anh em. A600 bản hàng. Con này màn hình 5.6, RAM 3 bộ nhớ 32. Pin 3000. Máy thì ngoại hình đẹp như clip. Màu gold. 97-98. Kính này anh em, không có xuất sắc luôn nha. A6 test nhẹ mà chức năng cho anh em coi luôn, rất chuẩn. A600, con này để anh em giá 1850. 185 kèm sạc rồi dán cái lực cho anh em luôn trước khi gửi máy nha. Máy rất đẹp, máy riêng nguyên J737 Samsung, máy đẹp tầm 97-98, lưng như clip luôn, mọi góc cạnh còn rất ok, kính không có vết xước luôn nha anh em, kính không hề có vết xước. J737 màn hình 5.5 inch, RAM 3/32, pin 3.3, máy thì ngoại hình quá đẹp luôn, mọi chức năng ok. Đi vậy là con này không biết nó gọi là con gì đây, con Wave 3, Galaxy Wave 3. Rồi, một con máy đẹp tầm 97-98, J737, đến em giá 1.95, 1.95 kèm sạc giá cực lực cho anh em nha. Đó, máy rất là đẹp luôn em, tầm 97-98. Xiaomi S2, con này mình thay nắp sau nha anh em, là đẹp như mới luôn này. À, anh em coi đây, Xiaomi S2 nha, đẹp keng luôn, màu xám. Con này là cấu hình RAM 3 bộ nhớ 32, màn hình 599, pin 3000, máy rất đẹp, màn hình ok luôn, Xiaomi S2, RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em. Test cam coi. Đó, nét đẹp. Ok. RAM 3/32 màn hình 599 nha anh em, gần 5.6 luôn, gần 6 inch á. Con này ngang 6 inch luôn á. Để anh em giá 1.6 triệu nha. 1.6 triệu kèm sạc giá cực lực cho anh em nha, 1.6 triệu, máy cực đẹp luôn. Keng luôn, kính này anh em không có vết xước nha. Kính dán cực lực gỡ ra rồi anh em, không xước nha. Nắp sau cũ cũ mình trầy thay lại luôn, mới keng luôn. Đó, anh em xài yên tâm, cái máy cực đẹp, giá 1.6 triệu. Rồi tiếp theo em Samsung 6S, con này là màu xanh SE này, 6S đã thay vỏ SE này nè, 64GB nha nè. Đó, trên đây mất chút xíu gì nhỉ, còn đẹp hết, màn đẹp, vỏ đẹp, màn ring. Máy quốc tế, bỏ sim là xài, không vân tay nha anh em, không vân nha. 6S để anh em giá 2.4 triệu, kèm sạc giá cực lực cho anh em luôn, 64GB 6S nha. Tiếp theo là em Xiaomi Note 8 màu xanh, Xiaomi Note 8 máy đẹp tầm 98, 97-98 cho những anh em khó tính, zin nguyên. Xiaomi Note 8 kính thì để mình soi kỹ coi,
Soi kỹ thì không hề có lông mèo. Vài cọng lông chuột anh em, nhỏ. Bản RAM 6 bộ nhớ 128 nha anh em. Mình sẽ chỉ anh em cách kiểm tra test camera trước rồi. Quá rõ nha anh em. Camera trước, camera sau quá nét, đẹp kia. Đây, mình sẽ nói cho anh em coi cái cấu hình máy này. Bộ nhớ 128GB này, tất cả thông số này. RAM 6 nha. RAM 6 này, anh em thấy không? Đó anh em, dễ coi biết nha. Tất anh em vô tất cả thông số thì sẽ thấy cấu hình máy. RAM 6, bộ nhớ 128. Bộ thuộc dạng cái máy khủng của Xiaomi. Cái bản nó 8 nha. Con này là xài chip 665 này. Snapdragon 665. Rồi, để nhanh em giá 3 triệu mốt. 3 triệu mốt nha. Kèm sạc, dán lực cho anh em luôn. Cọc trước 100.000 Viettel là ship hàng nha anh em. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Thằng ấy chào anh em, chúc anh em buổi sáng vui vẻ và thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới từ kênh mình nha anh em. Chào cả nhà.